Trời, sao ra tiền hết trơn rồi? Rồi, chúc mừng em khai trương Hồng Phát nha. Bữa giờ anh lu bu quá, không có qua khăn khai trương em được. Dạ, đại ca mới tới. Ừ. Vậy đứng gãi như khỉ vậy? Đại ca rành về vàng không? Coi giùm em với, vàng thiệt hay vàng giả vậy? Trời ơi, giờ là chủ cả rồi, mở tiệm, cầm đồ rồi, gì không mua vàng thiệt, đeo ra chợ Bà Chiểu mua ba cái vàng giả đeo chị cho nó ra tan vậy? Tiệm em mới khai trương hôm qua, thì sáng hôm nay á, có hai vợ chồng kia tới đem đống đồ trang sức tới. Nói á, là mới cưới mà mắc nợ, cho nên là đem đống đồ này lại cầm, vài bữa nó ghé chuột lại. Mà nãy em vừa mới lôi ra coi, nó ra tan rồi, để cai coi nhìn cổ em nè. Trời đất ơi, nổi ban luôn rồi kìa, đừng có gãi nữa. Đứng gãi 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 hoài. Nói mày nghe nè, mới mở tiệm cầm đồ, chưa kinh nghiệm, không có máy thử vàng mà dám cầm vàng cũng gan lắm ha. Chết rồi nè cha ơi, giờ sao, 3 triệu của em coi như đi tổng rồi. Coi như 3 triệu đó đóng một phí đi, mốt rút kinh nghiệm, một bài học, vậy thôi. Rồi quán có camera không? Coi check lại camera, coi kỹ hai mặt hai vợ chồng đó làm sao, đem công an trình báo đi. Tiệm em mới khai trương sáng hôm qua, chưa kịp sắm sửa vậy, đại ca cũng thấy rồi đó. Cái gì? Không có camera luôn hả? Có. Ê trời, mấy cái tiệm mày á, mà mở ra á, quan trọng nhất là cái camera. Để coi còn có ai ra vô tiệm mình sao. Đi mua camera về gắn liền đi. Mà giờ tiệm xe đồn lum hết hay là... Ta coi quán cho, đi đi. Để em đi, em đi liền. Ừ. Mới vừa qua là sai thôi rồi. Xui dữ trời. Xui vậy xui. Mới kiếm được 3 triệu ngon quá trời. Đâu rồi? Ai, 3 triệu này kiếm gì ăn ngon ngon coi. Ngon cái gì ngon? Trừ tiền mình mua thêm mấy sợi dây khác nữa đó. Ê, mà biết ngon vậy á, mình mua nhiều vàng cho rồi. Ôi, biết vậy hai vợ chồng mình đâu có khổ. Mà nè, mình mua thêm mấy cái sợi dây nữa. Với lại á, mình mua thêm cái hộp luôn đi, nhìn cho nó uy tín chút xíu. Mình mà quay lại đó, cái thằng nó phát hiện là hai vợ chồng mình chết với nó đó. Ôi, dễ vậy? Trời ơi, tôi đổi giọng nói tinh vi lắm, nó không có nhận ra đâu. Mệt quá mày, điện cho bà Tám đi. Để tôi điện, chú đuổi. Em, cho hai ly hơi nha. Alo, Tám hả Tám? Tám ơi, Tám cho con 3 ký vàng nữa nha Tám. Cái hộp, cái hộp. À, Tám, Tám cho con mấy cái sợi dây lớn lớn á, Tám bỏ vô cái hộp giúp con luôn nha. Lát con qua con lấy. Dạ, rồi Tám, dạ. Sao rồi? Giờ đi mua bà lấy nè. Ừ, vậy đi. Ê, 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 nước. Nó không phát hiện đâu, đi đi. Dạ, chào anh. Dạ, chào anh. Chào anh chị cần tìm gì? Anh ơi, cho em hỏi đây phải tìm cầm đồ không anh? Thì đúng rồi, hai chữ cầm đồ trên anh luôn nè. Thú thiệt với anh á là vợ chồng tôi ở dưới quê mới lên, xong rồi cái đi thuê phòng trọ mà không có đủ tiền. Ủa anh chị này ngộ ha. Tiện tới tiệm cầm đồ xong rồi hỏi phải tiệm cầm đồ không? Người ta nói là đúng là tiệm cầm đồ xong rồi hỏi qua tới phòng trọ. Ở đây tiệm cầm đồ chứ đâu có cho thuê phòng đâu. Em có vẻ phòng trọ nè, để em dẫn anh chị đi. Ý chồng của em nói á là tụi em không có tiền, cho nên là đến đây cầm đồ để có tiền thuê nhà. À, vậy là anh chị muốn cầm đồ đúng không? Rồi rồi, anh chị muốn cầm gì? Thú thật với anh là vợ chồng em mới cưới á, cũng không có gì á ngoài chút của hồi môn, cho nên là muốn cầm đỡ. À, là anh chị muốn cầm vàng á hả? Dạ. Nhưng mà bây giờ chủ tiệm không có ở đây. Tôi là tôi coi tiệm giùm mà, bây giờ tôi cũng muốn quyền quyết định nữa. Mấy cái này chắc tôi không cầm được cho anh chị rồi. Không, cái này dễ lắm anh, theo thời giá là được hả? Dạ. À, vậy là bây giờ là giá vàng nhiêu là cứ quy ra là bao nhiêu lượng, bao nhiêu chỉ là trả tiền cho anh chị hay gì? Dạ. Mà anh chị thông cảm nha, tại vì chủ tiệm đi rồi, tôi cũng không có biết coi vàng, mà tiệm này tiệm cầm đồ chứ không có cầm vàng. Không, mấy anh chị đem qua bên tiệm vàng đối diện được tôi được không? Không, không được anh ơi. Qua bên tiệm vàng mất công người ta rỡ vàng của tụi em nữa. Dạ. Tụi em cầm rồi ít bữa có tiền nó chuộc lại. Dạ. Mà ủa sao hồi sáng thấy cầm được mà giờ cầm được là sao ta? À, là sáng là anh chị tới cầm hả? Đâu có, ý là hai vợ chồng em sáng đi tới đây nè, tính cầm xong rồi cái thấy tiếc tiếc rồi đi về. Nhưng mà lúc đó là thấy một cặp đôi cầm được.
Ủa mà hồi sáng chủ tiệm tôi tới check camera lại thấy con cặp tới mà đâu có gặp cặp thứ hai đâu. Mệt quá, bây giờ mày không cầm mày thôi tao đi chỗ khác, mày nói nhiều quá. Mà khoan đã, từ từ. Tại vì tại vì hồi sáng á là hai vợ chồng kia là cầm vàng thiệt, cho nên là chủ tiệm này mới chịu cầm. Còn vàng của anh chị không có giấy tờ cho nên là chắc tôi cũng không cầm được đâu anh chị ơi. Anh ơi, hồi sáng á là vợ chồng em á anh. À, vậy là sáng là anh chị tới cấm hả? Dạ. Vậy mà lừa người ta được một lần rồi xong rồi tới lừa lần nữa hay gì? Không anh, bả nói xàm á, chứ không phải lại đứng lại. Cắt đuôi được nó chưa? Hình như rồi á. Mệt quá. Cái con khùng này, mày điên hả mày? Tự nhiên mày chửi tao. Trời đất ơi, thì lúc đó nó nói dạng thật, tôi đục đà tao nhận luôn. Bởi vì tao nói mày ngu không sai thiệt mà. Nó gài mày đó, tí nữa bắt dính rồi đó. Chửi bà lội mày, lúc đó được mày có chửi tao không? Ủa mày ngu sao tao mắc gì tao không chửi? Cái thứ mày là cái thứ ngu. Rồi bây giờ mày lo mày tìm cách hả? Kiếm chỗ khác cầm nữa kìa. Ngồi đó mày chửi tao. Dễ ăn quá, dễ ăn lắm luôn á. Ê. Gì? Tao có ý này thông minh nè. Nói đi. Ra tìm vàng cầm. Rồi, chú ông chú Ngục tới nữa rồi. Nghĩ sao đem vàng giả vô tiệm vàng cầm, xong nó khò ra chảy thành nước, nước á bắt đầu khò tao với mày luôn. Ngu. Vậy chứ giờ sao? Bán cho tao nè. Ờ thì được. Mày, phải đứa mày chạy đâu hả? Thằng quỷ mày đi theo tụi tao làm gì mày? Bắt tụi mày chỉ làm gì? Tụi tao làm gì mà mày bắt tụi ra coi? Ừ. Còn ngoan cố nữa hả? Tụi mày lừa đảo chiếm đoạt tài sản người khác chứ gì? Người sao? Nghe mày. Mà sao tụi bay có chịu nhận tội không? Mày muốn nói coi, tụi tao làm gì mà mày bắt tụi tao hả? Đem mấy câu đó lên trên phường người ta trả lời cho. Dẫn nó đi. Buông ra coi. Người ta nói là đúng là tiệm cầm đồ, xong rồi hổ qua tới phòng trọ. Ở đây tiệm cầm đồ chứ đâu có trực thuê phòng đâu. Em có vẻ phòng trọ nè, để em dẫn anh chị đi. Ý chồng của em nói á là tụi em không có tiền, cho nên là đến đây cầm đồ để có tiền đi. Vậy là anh chị muốn cầm đồ đúng không? À, rồi rồi, anh chị muốn cầm gì? À, muốn thật với anh là vợ chồng mới cưới á, cũng không có gì á mà của hồi môn, cho nên là muốn cầm nhỏ. À, là anh chị muốn cầm vàng hả? Dạ. Mà bây giờ chủ tiệm không có ở đây. Tôi là tôi có chuyện giật mà, bây giờ tôi cũng không có quyền quyết định nữa. Cái này chắc tôi không cầm được anh nghĩ rồi. Bây giờ là cho anh coi này nè, em có thai rồi. Kệ em chứ, liên quan gì đến anh? Anh nói vậy là sao? Kệ em là sao? Mệt quá em tự lo đi. Nè anh đi đâu vậy? Tao nói tao không liên quan là tao không liên quan. Mày có bầu chứ đâu phải tao có bầu đâu, mày bắt tao chịu trách nhiệm hả? Nè, một mình tôi có bầu được chắc? Mày đừng có chọc tao điên nha mày. Giờ làm sao? Anh định ăn ốc bỏ vỏ hả? Anh có biết em làm như vậy là quá đáng với con mình lắm không? Con nào? Nó không phải là con của tao, hiểu chưa? Anh quá đáng lắm rồi đó. Quá đáng hả? Mày bớt lằng nhằng lại với tao đi. Hổm gài á, mày có đọc báo không? Có mấy cái vụ mà cho cả nhà đi đăng sức á, nó đang hot á. Sao? Mày đọc chưa? Ý anh là sao? Ý á, là tao sẽ cho cả nhà mày đăng sức cùng một lượt luôn. Sao? Anh đừng có điên nha. Đúng, tao đang điên. Mày đang chọc tao điên đó. Một á, là tao sẽ cho cả nhà mày đăng sức một lượt luôn. Hai, là tao sẽ chịu trách nhiệm. Mày chọn đi. Anh không được đụng tới gia đình của tôi. Ngon. Ngon. À, mà quên nữa, thằng An Anh của mày nữa, tao sẽ cho đăng sức một lượt một luôn. Tôi giữ ý mày ha. Nè, tôi nói cho anh biết, anh mà đụng tới gia đình của tôi hả, không để anh yên đâu.